你们好。第二课 Bài 2 tương ứng với phần tiếp theo của bài 16 quyển 2. Trước tiên là từ thường, thường hay. Tráng. Tráng. Thường hay đi. Tráng chủy. Tráng chủy. Trường hợp này thường nói để chỉ một điểm đến rõ ràng, nên dùng chủy thay vì dùng dấu. Không hay đi, không thường đi. Bù tráng chủy. Bù tráng chủy. Không hay uống bia. Bù tráng hơ phí chiếu. Bù tráng hơ phí chiếu. Không hay ăn sủi cảo. Bù tráng chứ chào zi. Bù tráng chứ chào zi. Thường đi thư viện. Tráng chủy thú sư quản. Tráng chủy thú sư quản. Bạn thường đi thư viện không? Bạn hay đi thư viện không? Nhì tráng chủy thú sư quản mà. Nhì tráng chủy thú sư quản mà. Thường đi, hay đi? Trả lời khẳng định. Tráng chủy. Tráng chủy. Bây giờ là từ mượn. Chìa. Chìa. Mượn sách. Chìa su. Chìa su. Mượn tiền. Chìa chén. Chìa chén. Mình thường hay mượn sách. 我常借书. Hay hỏi lại, bạn hay đi thư viện không? 你常去图书馆吗? 你常去图书馆吗? Thường đi hay đi? 常去. Mình hay mượn sách. 我常借书. 我常借书. Cũng thường hay ở đó đọc sách. 也常在那儿看书. 也常在那儿看书. Bạn thì sao? Hay đi không? 你呢?常去吗? 你呢?常去吗? Mình cũng hay đi. 我也常去. 我也常去. Bây giờ là cách nói có lúc. 有时候. 有. 有. 时. 时. 后. 后. 有时候. 有时候. Có lúc mượn sách. 有时候借书. 有时候借书. Có lúc mượn tiền. 有时候借钱. 有时候借钱. Có lúc uống bia. 有时候喝啤酒. 有时候喝啤酒. Có lúc uống cà phê. 有时候喝咖啡. 有时候喝咖啡.
bây giờ là từ lên mạng. Sàng wǎng. Sàng. Sàng. Wǎng. Wǎng. Sàng wǎng. Sàng wǎng. Lên mạng mua đồ. Sàng wǎng mái dōng xì. Sàng wǎng mái dōng xì. Có lúc lên mạng. Yǒu shí hǒu shàng wǎng. Yǒu shí hǒu shàng wǎng. Có lúc mượn sách, có lúc lên mạng. Yǒu shí hǒu jiè shū, yǒu shí hǒu shàng wǎng. Yǒu shí hǒu jiè shū, yǒu shí hǒu shàng wǎng. Bây giờ là cách nói tra tài liệu, tra tư liệu. Trà tư liệu. Trà. Trà. Tư. Tư. Liệu. Liệu. Trà tư liệu. Trà tư liệu. Tài liệu, tư liệu. Tư liệu. Tư liệu. Những tài liệu này, nguyên văn là này những tài liệu. Zhè xiē zì liào. Zhè xiē zì liào. Những tài liệu này mình đều có. Zhè xiē zì liào wǒ dòu yǒu. Zhè xiē zì liào wǒ dòu yǒu. Tra tài liệu. Tra tư liệu. Tra tư liệu. Lên mạng tra tài liệu. Sàng wǎng tra tư liệu. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yǒu shí hǒu shàng wǎng tra tư liệu. Yǒu shí hǒu shàng wǎng chǎ zì liào. Mình cũng hay đi. Wǒ yě chǎng qù. Wǒ yě chǎng qù. Có lúc mượn sách. Yǒu shí hǒu jiè shū. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yǒu shí hǒu shàng wǎng chǎ zì liào. Nhưng không hay ở đó đọc sách. Dàn bù chǎng zài nà er kàn shū. Dàn bù chǎng zài nà er kàn shū. Hãy nhắc lại, bạn thường hay đi thư viện không? Nǐ chǎng qù tú shú guǎn ma? Thường đi hay đi? Chǎng qù. Mình hay mượn sách. Wǒ chǎng jiè shū. Cũng hay ở đó đọc sách. Yě chǎng zài nà er kàn shū. Bạn thì sao? Thường đi không? Nǐ nè, chǎng qù ma? Mình cũng hay đi. Wǒ yě chǎng qù. Có lúc mượn sách. Yǒu shí hǒu jiè shū. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yǒu shí hǒu shàng wǎng chǎ zì liào. Yǒu shí hǒu shàng wǎng chǎ zì liào. Nhưng không hay ở đó đọc sách.
但不常在那儿看书。Bây giờ hãy nghe phản ứng lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một bát canh trứng gà. 一碗鸡蛋汤。木花寡。买水果。Trả lại anh 34 tệ. Chào nín 34 khoải. Phòng làm việc của Ái Đức Hoa. Ai Đức Hoa đờ bàn công sự. Vị này là giáo sư Trương. Trẻ vệ sĩ Trang Giáo sầu. Nhưng mà. Đàn sử. Cái đỏ nhẹ hơn. Khung đờ bị chào chinh. Đồ dùng hàng ngày. Rư dùng phỉn. Tàn tạm, lằng nhàng. Má mà khu khu. Chiếc xe đó. Nê lẻng chưa. Bệnh viện. Y yuan. Nhỏ hơn, tương đối nhỏ. Bì chào xiao. Bây giờ đi cùng với mình, bây giờ theo mình cùng đi. Xin dài cân wo yi qi qu. Chúng ta đi. Zǎn men zǒu. Thường hay mượn sách. Chǎng jiè shū. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yǒu shíhòu shàng wǎng chá zì liào.